A Di Đà Phật, xin chào toàn thể đại chúng nha. Kính thưa đại chúng là sáng hôm nay đại chúng ngủ dậy, ý niệm đầu tiên đại chúng có nhớ niệm Phật không? Đại chúng nhớ niệm Phật, nhưng đại chúng có tâm nguyện cầu vãng sanh không? Thưa đại chúng là tiếp tục đúng 11 giờ trưa, Nhượng Đại và quý vị lại được gặp nhau, cùng chia sẻ lời dạy của chư tổ sư, cùng chia sẻ cái kinh nghiệm niệm Phật hàng ngày, gặp những cái khó khăn, gặp những cái trở ngại, thử thách gì á. Nhượng Đại hay tâm sự, gọi dùng cái từ kể để quý vị quý vị biết là cứ nói chuyện, cứ học tập với quý vị hàng ngày như thế đó, mà thấy vậy chứ nó không đơn giản. Nếu không có tâm tính nguyện kiên trì, không có sự dụng tâm, không có trải trường những thứ đó đó, không thể nói được hàng ngày đâu quý vị. Không có tâm kiên quyết khó nói lắm. Nói kiểu như mà nói để cho người ta có một cái động lực để người ta thực hành, để người ta nghe. Nói mà để cảm được đến tâm người ta, cả một cái vấn đề là mình phải có dụng tâm tu. Mình phải có dụng tâm tu, chỗ này rất là quan trọng. Như mà Nhượng Đại thường nói với quý vị là danh mà nó không hợp với cái đức là thiên địa quỷ thần chán chê ghét bỏ mình. Cũng như là cái danh, rồi là quý vị biết Nhượng Đại đi, quý vị tán thán, quý vị tân bốc, quý vị ca ngợi Nhượng Đại, mà cái đức hạnh của Nhượng Đại, cái đức của Nhượng Đại nó không hợp với cái lời tán thán, không hợp với cái lời tuyên dương đó, thì chúng ta có chuyện xảy ra. Vì sao vậy? Nó giả danh, gọi là danh không hợp với thực á, thì không khéo là chúng ta gặp kiếp nạn. Nên bởi vậy Nhượng Đại luôn dùng cái tâm thái là cùng chia sẻ với quý vị, cùng học tập với quý vị. Quý vị biết là cái việc xây dựng tín nguyện nó rất dùng từ nó rất là quan trọng. Nhượng Đại thấy rồi, bao nhiêu anh em đi qua một thời với Nhượng Đại, ở trong chúng mười mấy năm trời, 12 năm, rồi Nhượng Đại ở ngoài đời, trước khi vào chùa thì ở nhà cũng đã nghiên cứu, rồi nghe lời dạy của chư tổ, cũng niệm Phật tập thành 2-3 năm nữa, tính ra 14-15 năm niệm Phật. Giai đoạn thật sự nó cũng đâu có, nếu là so với 15 năm thì nó cũng không quá dài trên con đường đạo. Nhưng mà cái người mà bỏ cuộc, cái người mà thối thất cái niềm tin, cái người mà dùng cái từ đứng núi này trong núi nọ đó, gọi là bỏ pháp môn tu niệm Phật này rất là nhiều. Vì sao vậy? Đúng một cái chỗ là họ có niệm Phật, họ niệm Phật rất là giỏi luôn, họ niệm Phật rất là tinh tấn luôn. Có thể nói với sự mà tinh tấn thì không ai có thể bằng họ. Nói với sự mà dụng công niệm Phật là gọi là nhìn họ như là một bậc gọi là cao cao thượng thượng, nhìn lúc nào cũng niệm Phật. Nhưng mà tu một khoảng thời gian bị bức à, bị bỏ cuộc và không còn niềm tin với tịnh độ, không khéo phỉ bán tịnh độ. Chị Ấn Quang đại sư nói chị đúng cái là không nắm được cái mấu chốt là cái tông chỉ chính yếu của tịnh độ không phải là ở niệm Phật, mà ở chỗ tín nguyện. Có tín nguyện rồi mới phát khởi cái hành trì niệm Phật. Nhớ, có niềm tin rồi, có nguyện rồi mới phát khởi hành trì niệm Phật. Giả sử như chúng ta nói chúng ta đi Sài Gòn, chúng ta đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tin có Sài Gòn, chúng ta tin tưởng có Việt Nam này, có một cái thành phố Sài Gòn Hồ Chí Minh, tin tưởng chắc ăn rồi, gạo qua quá nhiều người rồi, nhiều người ai cũng nói có Sài Gòn có mà, thành phố Hồ Chí Minh thành phố lớn có mà, nghe rồi tin rồi, là bắt đầu họ có cái ý niệm là muốn về Sài Gòn, muốn đến Sài Gòn, đã tin rồi, đã muốn đi rồi,
và bắt đầu họ mới thực hành bước đi, là họ dùng phương tiện rồi đó, xe máy cũng được, xe ô tô cũng được, đi bộ cũng được, nhưng mà họ có phương hướng, họ có đường đi, đường lối rõ ràng thì họ đi mới tới nơi tới chốn. Cũng vậy, còn quý vị nói muốn đi một điểm đó, nói tôi đi tới chỗ đó, nhưng mà không xác định được mục tiêu đi, một phương hướng đi, đi trong vô thức, đi trong cái sự gọi là đi rồi có đi thôi mà không biết đi gì đâu. Cũng vậy, đôi lúc họ niệm Phật, đôi lúc họ niệm Phật, họ nói họ cũng tin đó, họ nói họ cũng nguyện đó, nhưng cái tin thật sự mà nói, cái người niệm Phật á, hầu như ai cũng có tính tâm và cũng có nguyện tâm, nhưng mà nó ở đến cái trình độ nào, nó ở đến cái mức độ nào, nó không có ở cái chỗ gọi là tuyệt đối, quý vị. Nó không ở chỗ tuyệt đối mà nó cứ mơ mơ hồ hồ, có nghĩa là cũng nói là tôi đi Sài Gòn, tôi muốn đến Sài Gòn, nhưng mà vừa đi vừa nghi là không biết có Sài Gòn không ta, không có biết là chỗ đó phải thật sự có hay không. Cái đang đi nửa chừng cái họ đi, họ quay về cái họ gặp một người nào đó nói tôi mới đi Sài Gòn về, có Sài Gòn mà. Cái họ đầu họ đi tiếp, họ đi tiếp cái họ gặp một người nào đó nói cái mà vừa đi nửa chừng cái họ ngờ vực, mà đi gì tới ông ta, có Sài Gòn ông ta. Cái lỡ gặp một người nào đó họ chưa từng tới Sài Gòn hoặc họ chưa từng biết đến đó, mà người đầu tiên mà ngược lại gặp một người đó nói đâu có Sài Gòn đâu, thôi đi về đi, cái họ quay ngược lại họ đi về. Cũng y chang người tu tịnh độ của chúng ta là vậy đó. Chúng ta niệm Phật, chúng ta tinh tấn, chúng ta tu hành niệm Phật, cũng có tín nguyện, rồi tu khoảng giữa chừng rồi thấy ở bên ngoại đạo, các ngoại đạo, các tông chỉ khác bắt đầu nói như thế này, bàn như thế kia, rồi nghe một số anh em huynh đệ đồng tu rồi bàn này bàn nọ, cái bắt đầu không có muốn tu nữa, lui sụp tu hành, không tính tâm, không niệm Phật, bỏ cuộc khoảng thời gian, rồi cái tự nhiên cái quay đầu muốn tu lại, cái tu nửa chừng cái gặp người này người kia nói đông nói tây, ngược lại bỏ cuộc không tu nữa. Thì đây cái gọi là gì ạ? Đây là căn bệnh chung của chúng ta. Là sao vậy? Không gây dựng lập tín nguyện ngay lúc ban đầu cho chân thật, cho kiên cố, nên sự tu hành của chúng ta nó cứ mơ mơ hồ hồ, lúc nắng lúc mưa, lúc tiến lúc lùi, lúc tiến lúc lùi. Vì sao vậy? Vì cái căn bản tín nguyện á không có mạnh mẽ, không có chuyên nhất, không có người lập hạnh tín nguyện cho mình vững bền, không có người lập hạnh cho mình vững bền nơi tín nguyện. Bởi vậy những đại mong á, ngày ngày những đại trải lòng với quý vị, chia sẻ lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, những đại muốn lấy đó là một cái căn cứ, lấy đó là một cái nền tảng, lấy đó là một cái phương hướng làm kim chỉ nam. Không phải những đại nói, không phải những đại nói, mà là bổn sư Thích Ca nói, mười phương chư Phật tán thán, lời dạy của lịch đại Bồ Tát là ứng chứng ứng khả, có tu có hành có chứng của lịch đại tổ sư. Để làm sao khi chúng ta nghe tới tịnh độ, để làm sao khi niệm Phật là chúng ta biết căn bản gốc rễ là tín nguyện niệm Phật chắc chắn vạn sanh. Tín nguyện niệm Phật chắc chắn vạn sanh. Chỗ này quan trọng, chỗ này rất là quan trọng. Bởi vậy mong quý vị đừng bỏ cuộc, ngày nào cũng nghe. Những đại bỏ thời gian ra nói, bỏ thời gian ra đọc sách, bỏ thời gian ra đọc rồi còn trích dẫn những cái công đoạn nào tinh hoa nhất, gần gũi nhất và dễ hiểu nhất, và đưa mình đến mục tiêu phương hướng rõ ràng nhất cho quý vị. Thì quý vị chỉ có việc bữa trưa thôi, ở công ty cũng được, ở nhà cũng được,
bật lên 15-20 phút gì, cứ ngồi đó nghe. Vậy mà đang nuôi trồng, đang trưởng dưỡng, đang nung đúc tính nguyện của chúng ta. Mà nuôi trồng trưởng dưỡng tính nguyện này là gì vậy? Là nuôi trồng cả cái huệ mạng của chúng ta, là giúp chúng ta, giúp cái huệ mạng này thoát ra khỏi sự khổ đau của lục đạo luân hồi sinh tử. Thì cái này nó rất là xứng đáng. Thì cái này nó rất là xứng đáng. Nên mong quý vị cố gắng nỗ lực. Cái việc ngày ngày mà được nghe, ngày ngày được học tập, được bồi dưỡng không đơn giản. Trong kinh nói là nếu không đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, không đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, không thể nghe và tin pháp môn này đâu. Chúng ta đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên rồi, nghe tin mà bỏ cuộc, nghe tin mà bỏ cuộc thì rất là uổng phí. Như bà gì Võ Tắc Thiên có một câu nói rất là hay, Phật pháp là ngàn năm hy hữu khó gặp. Còn chúng ta nói chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, gặp được danh hiệu Phật này, gặp được bổn nguyện Di Đà này là ngàn năm hy hữu khó gặp. Đừng bỏ lỡ cái cơ hội này. Muốn kiên trì, muốn bền bỉ, quý vị nhất định phải nghe pháp. Nhưng đại thấy rồi, như bản thân Nhượng Đại nha, dù có chia sẻ với quý vị, có học tập với quý vị đó, phàm phu, tâm tánh trẻ mà, đôi lúc vọng tưởng có chứ, phiền não có chứ, đôi lúc những cái tạp niệm từ tham sân si, từ ái nhiễm, từ dục vọng, từ tâm lý đến sinh lý, đôi lúc nó chao đảo cái tâm tánh Nhượng Đại rất là nhiều. Thưa là đại chúng là Nhượng Đại là gì? Là phàm tăng, là vẫn là đang trên con đường tu. Nói thầy có yêu không? Có chứ. Thầy có động tâm không? Có chứ. Thầy có sân si đố kỵ không? Có chứ. Đều có hết. Tại vì sao vậy? Nhượng Đại vẫn là con người đang tu, là đang chỉnh sửa, đang sửa đổi, đang thay đổi dần dần, chứ không phải là hoàn thiện rồi, không phải là đắc đạo rồi, không phải là thành chánh quả rồi. Nên bởi vậy thưa đại chúng là Nhượng Đại nói là đôi lúc Nhượng Đại cùng học tập với quý vị đó, cùng chia sẻ với vị hàng ngày, nhưng mà tâm tánh đó đôi lúc cũng có vấn đề đó. Nhượng Đại lâu lâu là phải nghe lời của chư tổ lại đó, rồi nghe, nằm lắng tâm nghe, rồi rảnh rỗi lấy một hai công đoạn của các ngài ra đọc, mà tự nhiên nó nhẹ lòng, nó nhẹ dịu lòng lọ liền. Còn như không, con nói con đường tu này nếu không, chúng ta không nương tựa lời Phật, không nương tựa lời của chư tổ, chúng ta rất là dễ bị lạc tâm, rất là dễ bị mất phương hướng, đi lạc đường, rất dễ phương hướng mất phương hướng đi lạc đường. Bởi vậy Nhượng Đại mong rằng là hôm nay như là buổi tâm sự đó, buổi trưa này là gầy dựng tín nguyện cho quý vị. Nhượng Đại muốn nói để quý vị xác định rằng một điều là tín nguyện nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta mà bỏ một ngày không nghe pháp đó, với cái căn tánh phàm phu trong thời đại này, nhất định bỏ cuộc. Đảm bảo quý vị là bỏ cuộc liền, không nghe là bỏ cuộc. Dù quý vị không bỏ cuộc, quý vị cũng tu, mà tu theo cái kiểu mà tà tà, tu cái kiểu mà mơ mơ hồ hồ, không có định hướng rõ ràng. Niệm Phật tốt lắm nha, niệm Phật đi, niệm Phật cầu vãng sanh đi, niệm Phật tốt cầu vãng sanh. Rồi cũng biết, rồi cũng niệm Phật, rồi nghe người ta cầu vãng sanh, rồi mình cũng cầu vãng sanh, rồi cũng vậy đó, rồi xong cái đụng, ê, hôm nay có đạo tràng niệm Quan Âm, rồi đạo tràng Dược sư đi không? Đi chứ. Cái bắt đầu nghe nói là những dược sư là linh lắm á, niệm âm linh lắm á, rồi này kia nọ. Rồi bắt đầu bỏ niệm Phật khoảng thời gian, cái đi theo niệm Quan Âm, niệm dược sư. Cái khoảng thời gian nữa, cái ê, bên nay có đạo tràng niệm Phật cầu vãng sanh đi không? Đi chứ. Kiểu cảm giác chúng ta như là con sói á.
chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng, chúng ta không có mục tiêu xác định rõ ràng. Thưa đại chúng, những gì những đại nói đó là khuynh hướng hướng về cái sự chuyên tu, chứ những đại không phải là phỉ báng đàn dược sư, không phải phỉ báng gọi là niệm Quan Âm là sai, đều là lời dạy của Phật chỉ dạy chúng ta hành trì, gọi là phương tiện để dẫn nhập chúng ta vào đạo, phương tiện để giúp chúng ta tu hành giải thoát, đó tốt cả. Nhưng mà những đại muốn nói đây theo cái khuynh hướng, theo cái chiều hướng là chuyên tâm chuyên nhất thì nó dễ thành tựu, còn không chuyên tâm chuyên nhất rất là dễ lạc tâm và rất là dễ bị bỏ đạo. Và chúng ta tu mà chúng ta không có xác định được cái sự tu hành là vì sanh tử giải thoát á, thì quý vị cứ mơ mơ hồ hồ, quý vị tu cho có, tu cho cầm chừng, tu cho có lệ, thích thì tu, không thích thôi, thích thì niệm, không thích thôi. Bởi vậy mong đại chúng nghe qua những công đoạn này thôi, cố gắng với những đại. Những đại cũng đang trên con đường cố gắng, chứ không phải nói là dạy hay thầy bà ai cả. Nên là ngày ngày mà được nghe những công đoạn của chư tổ, chư lời dạy của Ấn Quang đại sư, thấy vậy đó quý vị, chỉ cần nghe thôi, hoặc nghe một hai công đoạn đó rồi những đại nói trải lòng một hai thứ gì đó, mà ngược lại niềm tin nó còn hoài còn mãi, cái nguyện tâm nó còn hoài còn mãi, rồi có sự dụng tâm tu của chúng ta nó cứ còn hoài còn mãi đó, còn không khéo là nó lạc, nó lạc rồi nó nhạt nhẽo, rồi dần dần mình bê trễ, bỏ ngày, bỏ hai ngày, bỏ hai ngày được là bỏ ba ngày, bỏ ba ngày được là bắt đầu là có chuyện xảy ra, là bắt đầu bỏ tâm tu liền, bỏ tâm tu liền, bỏ niệm Phật liền. Mà cái mấu chốt, cái căn bản, cái gốc rễ là lấy chánh hạnh niệm Phật làm gốc. Mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta không niệm Phật, chúng ta không siêng năng, không cố gắng, như câu nói của đại tổ sư nói là việc niệm Phật của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đối diện với cái chuyện sanh tử trong tương lai. Cái chuyện sanh tử này trăm ngàn đời muôn kiếp chúng ta chưa làm được, chưa giải quyết được, chưa thoát ra được. Mà bây giờ cái việc niệm Phật thì để giải quyết cái vấn đề đó, chúng ta phải coi nó là một cái gì đó, là cái hàng đầu, là cái tiên phong, để chúng ta cố gắng bám víu vào cái sự tu hành niệm Phật này. Đừng bỏ cuộc quý vị ơi, đừng gián đoạn. Đời này mà luống qua như ân sư Tịnh Không nói, đời này mà không giảng sanh thì chỉ có con đường đó là khổ đau. Vì như trong kinh Địa Tạng nói, từ cái ý nghĩ của mình, từ cái hành động của mình, từ cái lời nói của mình, toàn là tạo nhân địa ngục không à, toàn là tạo nhân địa ngục không à. Bởi vậy mong quý vị cố gắng, quý vị nỗ lực. Cái pháp môn tịnh độ này, pháp môn niệm Phật này, có hay một cái là gì? Có sự cứu độ tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Nên con đường này, phương hướng này là mình đi đồng hành với Đức Phật A Di Đà, chứ không phải mình đơn lẻ cô đơn độc đi, gọi là đơn độc đi một mình đâu. Tính tâm niệm Phật, tính tâm niệm Phật, nguyện tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chúng ta biết được điều đó là đồng nghĩa là chúng ta biết là Phật đang ở cạnh mình, Phật đang ở bên mình. Cứ đợi đến đúng thời điểm, đúng thời cơ, đúng nhân duyên là Phật rước mình. Còn cái sự tu hành của mình cứ chân thật niệm câu Phật hiệu này cho tốt, chân thật niệm câu Phật hiệu này cho tốt. Phật không bao giờ hư dối, Phật không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Quý vị thấy không? Bữa trưa mà nghe được những công đoạn này, dẫu mà có ai nói cái gì lai động mình nghe lại một cái là chỉnh cái tâm mình lại liền. Lỡ ai mà có rủ ghê cái gì đó, chỉnh cái tâm mình rồi, nghe những công đoạn này chỉnh cái tâm lại, chuyên lòng niệm Phật liền. Còn nếu mà thử không nghe, lỡ mà có chuyện gì xảy ra, thử không nghe tuần nửa tháng mà ai rủ ghê, ai nói này ai làm nọ, bắt đầu là có chuyện xảy ra liền, tâm chúng ta là bất ổn liền, chúng ta bất ổn liền. Thôi mong đại chúng nghe được những công đoạn này, cố gắng nỗ lực xây dựng tín nguyện với những đại,
hàng ngày và quyết chí đời này giảng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc ha. Nam mô A Di Đà Phật.